Chiều nay, quận 1 tổ chức kỷ niệm 45 năm kết nghĩa giữa ba đơn vị, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội, Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các quận kết nghĩa qua các thời kỳ. 45 năm qua, ba quận kết nghĩa đã thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, nội dung và những nguyên tắc đã được thống nhất từ buổi ký kết ban đầu, củng cố mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau, tạo dựng được những tình cảm tốt đẹp giữa các ngành, các cấp của ba địa phương. Trong suốt thời gian qua, ba quận đã cùng trao đổi nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý đảng viên, phương pháp hoạt động của bí thư chi bộ địa bàn dân cư, tổ dân phố, công tác sắp xếp, quản lý các chợ, các mô hình điểm về quản lý đất đai, hè đường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính mà quận 1 là quận đầu tiên của cả nước hoàn thành và đưa vào sử dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2000, nay là ISO 9001-2015. Chương trình kỷ niệm 45 năm kết nghĩa là hoạt động có ý nghĩa lớn, khẳng định chặng đường truyền thống đoàn kết, gắn bó, hợp tác, nghĩa tình, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, thể hiện sự quyết tâm của ba quận, thắt chặt mối quan hệ, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước của chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương.